Diễm Thi và Trang Như kính chào quý khán thính giả với chương trình truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin sáng thứ tư ngày 28 tháng 3 với một số tin tức đáng chú ý đầu ngày. Philippines sẽ diễn tập hải quân với Việt Nam, Thái Lan. Syria chấp nhận đề nghị của Liên Hợp Quốc. Kính thưa quý vị, Philippines lên kế hoạch diễn tập hải quân chung với Việt Nam và Thái Lan trong nỗ lực tăng cường mối quan hệ về mặt hải quân với hai quốc gia láng giềng. Phát ngôn viên hải quân Philippines, Trung tá Omar Tose mới tiết lộ thông tin này ông cho biết đây là hoạt động tiếp nối hai chuyến thăm việt nam và thái lan của phái đoàn hải quân philippines do phó đô đốc alexander palma dẫn đầu người phát ngôn này nói thêm chuyến ghé thăm công ty đóng tàu hạ long đã đem lại cơ hội cho hải quân của hai quốc gia tiến hành các cuộc tập trận chung trên biển tây philippines và các vùng biển chung khác cơ sở này của việt nam được trang bị công nghệ đóng và sửa chữa tàu tối tân có khả năng xây lắp tàu chiến cũng xin được nhắc lại trong chuyến thăm mới đây đến việt nam Phó Đô đốc Pama và Đô đốc Nguyễn Văn Hiến đã thảo luận kế hoạch thiết lập đường dây nóng giữa hai trung tâm điều phối của Hải quân Philippines và Hải quân Việt Nam trên phương diện nghiên cứu và cứu hộ. Damascus vừa chấp nhận đề nghị 6 điểm do đặc sứ Kofi Annan của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập đưa ra. Tuy nhiên, hầu hết các nhà quan sát đều nói rằng đây chỉ là bước đầu tiên của một tiến trình có thể kéo dài tới nhiều tháng trước khi hòa bình thật sự đến với người dân Syria. Hiện có mặt tại Bắc Kinh để thảo luận với lãnh đạo Trung Quốc về biện pháp giải quyết xung đột chính trị ở Syria. Ông Kofi Annan nói rằng, quyết định của chính phủ Syria là một dấu hiệu tiến bộ và hy vọng đề nghị 6 điểm ông đưa ra sẽ được thực hiện trong thời hạn sớm nhất. Theo các nhà ngoại giao làm việc tại Liên Hợp Quốc, đề nghị của ông Annan bao gồm việc ngừng bắn, thương thuyết hòa bình giữa các chính phủ và phe đối lập, tổ chức bầu cử, soạn thảo bản hiến pháp mới và thành lập chính quyền mới. Trong các đề nghị ông Anan đưa ra, có điều khoản không buộc Tổng thống Basad al phải từ chức. Trong lúc đó, khoảng 400 người đại diện cho các tổ chức đoàn thể chính trị đối lập Syria gặp nhau tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để bàn thảo về tiến trình xây dựng một quốc gia dân chủ. Bản dự thảo thông cáo chung được phổ biến đến một số cơ quan truyền thông nói rằng công tác quan trọng nhất là soạn thảo bản hiến pháp mới, trong đó quy định quyền bình đẳng của tất cả mọi sắc tộc và tôn giáo. Dự thảo này cũng nói đến cuộc bầu cử tự do, công bằng để xây dựng chính quyền với một hệ thống tư pháp hoàn toàn độc lập. Một hội nghị quốc tế về Syria cũng được tổ chức tại Istanbul vào chủ nhật này với sự tham dự của Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, EU và các nước trong Liên đoàn Ả Rập. Rất nhiều đề tài được thảo luận ở hội nghị, trong đó bao gồm cả việc kiểm soát ngân bắn cho các tổ chức thiện nguyện quốc tế và hoạt động giúp dân chúng và tiến trình dân chủ Syria. Tuy nhiên, về mặt chiến sự, binh sĩ Syria vượt biên giới tràn sang phía bắc của Liban từ hôm qua, bắn phá những địa điểm ẩn núp của lực lượng chống lại Tổng thống Al-Assad. Quân đội chính phủ giao chiến với lực lượng chống đối, phần đông là những binh sĩ bỏ ngũ để đứng về phía người dân. Không nghe nói gì về tổn thất của hai bên, dù đến khuya hôm qua, cư dân địa phương nói là binh sĩ của chính phủ Syria vẫn còn đóng chốt ở sâu 250 mét trong lãnh thổ Liban. Nhìn sang tình hình Iran, Tin từ giới ngoại giao EU cho hay vòng thương thuyết mới giữa Iran với Đức và năm nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ diễn ra trong 2 ngày 13 và 14 tháng tới. Tin này được tiết lộ từ viên, nhưng văn phòng đặc trách đối ngoại EU ở Brussels lại nói rằng ngay lúc này chưa thể xác nhận bất cứ điều gì vì cả thời điểm lẫn địa điểm của cuộc thương thuyết vẫn chưa được thông qua. Lần cuối cùng các bên gặp nhau là hồi tháng giêng năm 2011. Cuộc họp này tan vỡ ngay trong ngày đầu tiên khi Iran và các nước P5-1 không đồng ý với nhau về nghị trình thảo luận. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ afetungviet.net. Nếu bị tường lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ achoutuzo.info. Quý thính giả cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.arv.org. Nhân thi và chân như xin kính chào tạm biệt quý vị.